sự đã làm được và làm rất tốt. Con đường em đi nó cũng không phải dễ dàng. Cho tới bây giờ, trước đó một tuần thì em mình còn gặp nhau, em còn nói là ồ sao em thấy em còn cực quá. Nhưng mà em có biết rằng em đang may mắn lắm không? Bởi vì những cái sự cực khổ này của em á, nó mới làm nên cái cá tính của người nghệ sĩ đáng để được trân trọng. Em hiểu không? Và nó làm nên một cái đẳng cấp của riêng bản thân em mà sẽ không có ai giống được như em hết. Muốn thành công, muốn được trân trọng, nó khó hơn rất nhiều, rất nhiều. Mình thuận ý hoặc là mình yêu chiều một ai đó. Những cái người có đẳng cấp, có chuyên môn, không bao giờ người ta dễ để công nhận một ai đó. Không bao giờ dễ dàng để ngả mũ trước một ai đó, em hiểu không? Nhưng em làm được, đó mới là thực sự thành công. Chính là thấy được cậu học trò của mình bé bỏng ngày nào và sau nhiều năm thì đã trưởng thành, không chỉ là trong cuộc sống, trong con đường âm nhạc của mình, mà còn trong tất cả những mọi mặt. Yeah. Yeah. Ngày hôm nay rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Lòng chị muốn nói rằng là cái diva vừa rồi chị làm á, cái đó là một sự inspire rất là lớn từ Trúc Nhân. Bởi vì chị nghĩ một điều là lúc chị ngồi chị nghĩ sao cái thằng học trò mình nó chưa có cái gì bằng mình hết, tiền bạc nó cũng không có nhiều mà tại sao nó dám chơi lớn vậy, trong khi mình có mình không dám chơi lớn. Sự đó cái điều chị nghĩ. Đó cho nên rằng là phải nói lời cảm ơn với Trúc Nhân rất là nhiều. Mặc dù em là học trò của chị nhưng mà chị thấy em lặn lội, chị thấy em tâm huyết, chị thấy em máu me, không? Dồn hết tâm sức, tiền bạc của mình. Cái đó là một cái điều mà nói thẳng, sư phụ em ở tuổi của em chưa có làm được. Dù bây giờ chị làm có hơi trễ một chút xíu, nhưng chị hứa rằng là MV sau chị sẽ gặp em. Yeah.